ngày 16 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Quang Luận, chủ quán Thèm Food Garden, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, cho biết sau khi công an thành phố Rạch Giá chốt chặn xe hai đầu của quán vào 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 vừa qua, đến nay quán ăn của ông Luận bị ảnh hưởng rất nhiều về doanh thu cũng như lượng khách ít đến quán ăn hơn trước. Nếu quán đông khách, mở nhạc làm mất an ninh trật tự thì công an đến nhắc nhở là được, không nhất thiết phải dùng nhiều lực lượng công an chốt chặn hai đầu xe như vậy. Thượng tá Danh Ngọc Thu, trưởng công an thành phố Rạch Giá, cho hay bữa đó người dân điện thoại tôi nên tôi có đi xuống trực tiếp tại quán Thèm. Lúc này, hơn 22 giờ 20 phút rồi nhưng họ mở nhạc đùng đùng và số khách rất đông. Thông thường như vậy dễ xảy ra đánh nhau mà trách nhiệm chúng tôi là phải đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, trong câu chuyện này không phải là chuyện hiềm khích cá nhân mà phải làm vậy. Trả lời câu hỏi huy động lực lượng công an, cảnh sát giao thông đông đúc chốt chặn hai đầu quán có đúng không khi nơi này chưa xảy ra chuyện gì. Thượng tá Thu nói bữa đó quá đông người ở quán mà hiện nay thanh niên có tình trạng thủ sẵn dao trong cốp xe rất nhiều. Do đó, chúng tôi sử dụng lực lượng đông để đủ sức trấn áp tội phạm trong trường hợp cấp thiết. Vì đi vài người nếu có trường hợp gì xảy ra sẽ không đủ sức xử lý. Rạch Giá không có văn bản giờ nào nghỉ bán nhưng quan điểm chung là khoảng 22 giờ.